Tiếp tục là phần tổng ôn hình học không gian OXYZ. Thì dạng bài tiếp theo của mình là đi xác định tâm đường tròn ngoại tiếp của tam giác ABC. Như vậy để làm được cái dạng này thì các bạn nhớ cái hệ phương trình. Nếu y là tâm đường tròn ngoại tiếp của tam giác ABC thì các bạn luôn có cái hệ phương trình là IA bằng IB rồi IA bằng IC, và chắc chắn là đồng phẳng. Các bạn có thể dùng điều kiện đồng phẳng hoặc là các bạn có thể là xác định phương trình mặt phẳng ABC. Như vậy y của mình nó sẽ thuộc mặt phẳng ABC. Rồi, như vậy đầu tiên thì thầy sẽ xác định cái mặt phẳng ABC. Thì giống như bài hôm trước mình ôn, thì bây giờ thầy sẽ đi hỗ trợ cho các bạn ôn tập lại cho các bạn xác định mặt phẳng ABC bằng cách nhanh này. Ở đây thì nói sơ qua là các bạn sẽ học là tìm vectơ AB, vectơ AC rồi tích các hướng là vân vân. Thì ở đây thầy sẽ hỗ trợ cho các bạn làm lại một lần nữa. Thì ở đây là thầy sẽ tạm thời thầy sẽ dùng phương trình mặt phẳng là AX cộng với Y cộng CZ cộng D bằng 0. Thì ở đây thầy giả sử thầy chọn con D của thầy. Lưu ý là thầy chọn con D của thầy bằng -1. Thầy chọn con D của thầy bằng -1. Như vậy thầy sẽ có cái phương trình mặt phẳng ABC, nó sẽ có dạng là AX cộng cho DY cộng CZ cộng D bằng 0. Mà D của mình bằng -1 rồi, thì chuyển tới qua là bằng 1. Đấy. Như vậy hoặc là ở đây -1 luôn đi. Rồi. Rồi. Như vậy đây thầy sẽ giải phương trình này bằng cách là thầy sẽ giải hệ ba phương trình ba ẩn số 1 9 1 3. Rồi, thầy sẽ giải hệ ba phương trình ba ẩn số thì hệ số A, B, C thì nó sẽ tương ứng với từng tọa độ của điểm A rồi điểm B rồi điểm C. Cụ thể này, 1 2 -1. Hiển nhiên hệ số tự do luôn là số 1. Tại vì thầy chọn B có thể là bằng -1 ha. Tiếp tục tương tự như vậy thầy sẽ có 2 3 4 1. Rồi, điểm C 3 5 -2 1. Rồi, và thầy có kết quả. Ở đây các bạn sẽ nhận thấy một điều đó là hệ số ABC của các bạn. Hệ số ABC của các bạn thì nó đều là phần 5 cả. -16 phần 5, 11 phần 5, 1 phần 5. Như vậy ở đây các bạn có thể quy đồng cho 5. Cho 5 như vậy các bạn sẽ ra là -16x này. Còn y của mình là 11. Vậy cộng 11y. Tiếp tục z của mình là 1. Vậy cộng z. Hiển nhiên con d của mình là -1 mà mình quy đồng cho mẫu số 5 trên chỗ này sẽ là trừ -5 bằng 0. Rồi thầy đã có phương trình mặt phẳng ABC. Tiếp tục thì IA bằng IB thì các bạn có thể gọi y của mình có tọa độ là XYZ, thì các bạn sẽ đưa vô công thức này các bạn triển khai công thức. Còn ở đây để cho làm nhanh rút gọn thì thầy sẽ chỉ cho các bạn, thầy sẽ hướng dẫn cho các bạn cái cách mà mình nhập vô máy tính cho nó nhanh. Thì ở đây lưu ý cho thầy cái phương trình IA bằng IB thì các bạn với bên trái cái hệ số bên trái các bạn có thể nhập là vector B trừ cho vector A. Đấy. Còn cái hệ số tự do thì lúc nào mình cũng sẽ có là ABS của vector B bình phương trừ cho ABS của vector A bình phương. Đấy. Rồi tương tự của mình là cái IA bằng IC cũng tương tự như vậy. Thì bây giờ thầy sẽ vô chức năng mode 5 để thầy nhập cái hệ số này ha. Rồi thầy vô chức năng mode 5 nhé. Thầy sẽ tạo ba vector với tọa độ của điểm A, điểm B, điểm C. 1, 2, trừ 1. Tạo cái vector B 2, 3, 4. Tiếp tục 3, 5, trừ 2. Rồi, sau khi thầy tạo xong rồi thì thầy sẽ lần lượt thầy đi tính hệ số này. Đầu tiên, phương trình IA bằng IB thì đầu tiên là thầy sẽ nhập là hai lần vector B option 4 trừ option 3 là bằng 2, 2, 10. Như vậy đây thầy sẽ có là 2x này cộng 2y này cộng 10z bằng. Hệ số tự do thì một lát nữa thầy sẽ nhập cái hàm này vô ABS của vector B bình trừ cho vector A bình. Giờ thầy tiếp tục thầy sửa lại để thầy nhập luôn. IA bằng IC thì lúc đó các bạn sẽ sửa vector B thành vector C là được. Cụ thể này. Rồi. Hai lần option 5 trừ option 3. Đấy. Thì ra là 46 trừ 2 thì thầy sẽ có là 4x cộng 6y trừ 2z bằng. Tiếp tục thì thầy sẽ nhập
thầy nhập cái hàm để thầy tính cái hệ số tự do của hai phương trình. Đầu tiên là IA bằng IB thì thầy sẽ có là axit ABS của vector B, option 4 đóng ngoặc mũ 2 trừ cho ABS của vector E mũ 2. Kết quả của mình là bằng 23, vậy hệ số ở đây sẽ là 23. Tương tự như vậy đây thầy sẽ sửa lại IA bằng IC thì các bạn sẽ nhập vô cái chỗ vector B của các bạn đổi thành vector C là bằng 32. Đấy. Thì từ đó các bạn sẽ xác định được cái tâm Y luôn. Cái tâm Y của các bạn bằng cách là các bạn giải hệ phương trình 1, 9, 1, 3, 2, 2, 10, 23, 4, 6, trừ 2, 32. Cuối cùng, trừ 16, 11, 1 nhớ hệ số tự do luôn chuyển qua với bên phải. Thì mình sẽ ra được tâm Y của mình là 5 phần 2, 4, 1. 5 phần 2, 4, 1. Và đề bài yêu cầu tính 2 lần E cộng B cộng C. Thì các bạn sẽ tính ra được là bằng 10. Ở đây các bạn sẽ chọn câu 13C.